Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 1 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 36. Nội dung: thực hành xem lịch và giờ. Tiết 1, chúng mình thực hành xem lịch. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: hôm qua là ngày 17. Vậy thì hôm nay sẽ là ngày bao nhiêu? Hôm qua là ngày 17 thì hôm nay chúng ta sẽ đếm thêm một ngày nữa, sẽ là ngày 18, đáp án C. Tiếp theo, hôm qua là ngày 21, vậy thì ngày mai sẽ là ngày bao nhiêu? Thế thì chúng ta, cái này chúng ta cẩn thận, chúng ta ghi ra nháp ra. Hôm qua này, rồi sẽ đến hôm nay, và hôm nay rồi sẽ đến ngày mai. Thế thì hôm qua là ngày 21, vậy thì hôm nay sẽ là ngày 22, và ngày mai sẽ là ngày 23 nhé. Chúng mình chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 3. Hôm nay là thứ 3 ngày 5 tháng 8. Vậy thứ 6 tuần này là ngày mấy tháng 8? Thế thì chúng mình có thể viết ra nháp vào chỗ đó thì chúng mình đếm thêm. Chúng mình có này, thứ 3 này. Rồi tiếp theo đến thứ 4 này. Rồi đến thứ 5 này. Và đến thứ 6 này. Thứ 5 là ngày mùng 5 tháng 8 này. Tiếp theo sẽ là ngày mùng 6 này, ngày mùng 7 này và ngày mùng 8 tháng 8. Như vậy thứ 6 tuần này sẽ là ngày 8 tháng 8. Mình chọn đáp án là C nhé. Câu số 4. Hôm nay là thứ 5, ngày 25 tháng 6. Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật Minh. Vậy sinh nhật Minh là, chúng ta đếm thêm 2 ngày nữa nhé. Bắt đầu từ 25 này, 26, 27. Như vậy thì sinh nhật Minh sẽ là ngày 27. Đúng không? Ngày 27 thì ở đây chúng ta thấy có mỗi đáp án A thôi, là ngày 27 thôi. Vậy sinh nhật Minh sẽ là thứ 7, ngày 27 tháng 6, đáp án A. Chúng mình cùng kiểm tra lại xem có phải là thứ 7 không nhé. Hôm nay là thứ 5, chúng ta đếm thêm 2 ngày nữa. Thứ 5 này, thứ 6 này và thứ 7 này. Đấy, đếm thêm 2 ngày nữa chính là thứ 7 các bạn. Như vậy mình đã xong câu 4 rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1. Viết tiếp thứ hoặc là ngày còn thiếu trong cùng một tuần vào ô trống. Ở đây này, ngày 14 sẽ đến ngày 15. Cùng là tháng 9 nha. Cùng hết là tháng 9 rồi này. Ngày 15, ngày 16, rồi đến ngày 17 và ngày 18, lần lượt như vậy. Tiếp theo là thứ 3, vậy trước thứ 3 sẽ là thứ 2. Thứ 2, thứ 3 và đến thứ 4 này. Thứ 5 rồi đến thứ 6. Vậy là mình đã xong bài 1 rồi các em ạ. Thầy cho chúng mình cùng đến với bài 2 nhé, đó là nối. Ở đây chúng ta sẽ nối lần lượt các thứ với ngày tương ứng. Chúng ta thấy này, thứ thì đang tăng dần rồi, từ 3 đến thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Thế thì khi mà thứ tăng dần thì ngày tăng dần theo nhé. Là chúng ta xem là ngày nào là bé nhất nào. Chúng ta thấy số 18 là bé nhất này. 18 rồi đến 19, 20, 21, 22. Thì ứng với thứ 3 sẽ là ngày 18 đấy em ạ. Em hiểu chưa? Thứ tăng dần thì ngày tăng dần theo nhé. Lần lượt này. 18 rồi đến 19 sẽ là thứ 4. Và thứ 5 sẽ là ngày 20. Cứ lần lượt như vậy. Thứ 6 sẽ là ngày 21. Và thứ 7 sẽ là ngày 22. Mình đã xong bài số 2 rồi, tiếp theo là bài số 3. Điền vào ô trống cho thích hợp. Ở đây chúng ta sẽ điền ngày ứng với hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm nay là ngày 11 các em ạ. Vậy thì hôm qua sẽ là ngày 10 và ngày mai sẽ là ngày 12. Tiếp tục nào. Ngày mai là ngày 25, vậy thì hôm nay sẽ là ngày 24. Chúng ta đếm lùi nhé. Vậy thì ngày hôm qua sẽ là ngày 23, các em hiểu chưa nào? Tiếp theo, sang cột bên này nào. Hôm nay là ngày 19, vậy thì ngày hôm qua sẽ là ngày 18. Và ngày mai sẽ là ngày 20. Hôm qua là ngày 9, vậy thì hôm nay sẽ là ngày 10. Và ngày mai sẽ là ngày 11. Mình đã xong bài 3 rồi. Tiếp theo chúng ta đến với bài 4 nhé. Bài 4, điền vào ô trống cho thích hợp. Hôm nay là thứ 2, ngày 16 tháng 2. Vậy thì ngày mai sẽ là thứ mấy? Hôm nay là thứ 2, vậy thì ngày mai sẽ là thứ 3. Hôm nay là ngày 16, vậy thì ngày mai sẽ là ngày 17. Em ạ, cùng là trong tháng 2 nhé. Ý tiếp theo, ngày 15 tháng 3 là thứ 5 tuần này. Ngày 17 tháng 3 là thứ mấy tuần này? Chúng ta đếm thêm nhé. Đếm thêm này. Ngày 15 này, ngày 16, ngày 17 này, chúng ta đếm thêm 2 ngày nữa đúng không? Vậy thứ 5 ta đếm thêm 2 ngày nữa. Thứ 5 này, thứ 6 này, thứ 7. Như vậy, ngày 17 tháng 3 sẽ là thứ 7 tuần này. Chúng mình đến với ý tiếp theo nhé. Bố Mai đi công tác từ ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 24 tháng 5 cùng năm. Số ngày bố Mai đi công tác là mấy ngày? Thì bây giờ chúng ta sẽ đếm này. Chúng ta đếm bằng cách xoay ngón tay nhé. Từ ngày 20 hết ngày 20 là 1 này. Hết ngày 21 này, hết ngày 22, hết ngày 23 và hết ngày 24. Chúng mình đã xòe 5 ngón tay ứng với 5 ngày các em ạ. Chúng mình điểm vào đây là số 5. Ý cuối cùng nào. Hôm nay là thứ 3 ngày 12 tháng 8.
Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Hoa. Vậy sinh nhật của Hoa là thứ mấy, ngày mấy tháng 8? 3 ngày nữa mình đếm thêm 3. Đếm thêm 3 nhá. Đếm thêm 3 này. Thứ 3 này. Thứ 4 này. Thứ 5 này. Thứ 6. Như vậy sinh nhật Hoa sẽ là vào thứ 6. Bây giờ ngày chúng ta cũng đếm thêm 3 nhé. Bắt đầu từ 12 này. 12, 13, 14, 15. Như vậy sẽ là ngày 15 tháng 8. Vậy là mình đã xong bài số 4. Kết thúc bài tập tiết 1 của bài tập hàng ngày 36 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học tốt. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.